thể tổ chức được các hoạt động vui Tết Trung Thu như giải bóng đá tiền lương nhi đồng, các trò chơi dân gian, hội trạng hoặc đêm văn nghệ ngày hôm nay được sự quan tâm, sự chỉ đạo cũng như sự ủng hộ về vật chất và tinh thần của rất nhiều các vị lãnh đạo đảng cũng như của chính quyền địa phương và rất nhiều các cá nhân tập thể đã ủng hộ vật chất và tinh thần đến với ban tổ chức chúng tôi để tổ chức cho các em thiếu niên nhi đồng quê ta một mùa Trung Thu thật ý nghĩa. Và ngày hôm nay đến với chương trình chúng tôi được chào đón rất nhiều những tình cảm của các vị lãnh đạo địa phương và ở chức sắc tôn giáo. Và ngay sau đây chúng tôi xin được muốn mời lên sân khấu Đại Đức Thích Thanh Hiếu, chùa Phúc Lâm La Xuyên. Xin mời Đại Đức sẽ lên sân khấu và có đôi lời chia sẻ với các em thiếu nhi. Xin mời. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa với quý vị quan khách, kính thưa các bậc phụ huynh và các bạn nhỏ, hôm nay thầy rất vui khi được về đây tham dự lễ Tết Trung Thu. Tết Trung Thu ở các nước đều khác nhau, nhưng ở Việt Nam chúng ta gắn liền với ông Trăng. Tháng 8 là mùa trăng đẹp nhất, và trăng rằm ngày 15 đẹp nhất của tháng 8 trong một năm. Và thầy có đi nhiều nơi thì thấy các cái cổng mà làm trại Trung Thu thường hay ghi chữ Trung Thu nhớ bác. Mà Tết Trung Thu là Tết không phải dành riêng cho thiếu nhi đâu. Theo nguồn gốc lịch sử và nhiều sử sách nói rằng Tết Trung Thu bắt nguồn từ nhà Lý. Vua Lý đã làm Tết Trung Thu để tạ ơn thần rồng đã ban cho nhân dân mùa màng bội thu, và cũng là Tết mà tất cả mọi người ngắm trăng. Các người lớn, cha mẹ hôm đó sẽ làm bánh, làm đồng đèn và mua cả trà rượu để cúng gia tiên và xếp mâm ngũ quả để dành cho tất cả con em của mình. Tết Trung Thu cũng được gọi là Tết đoàn viên. Và Tết Trung Thu chúng ta thường hay có khẩu hiệu Trung Thu nhớ bác. Bác Hồ là một vị cha già kính yêu của dân tộc, và đặc biệt bác là người rất thương mến thiếu niên nhi đồng. Bác rất yêu quý các em vì bác tin rằng các em chính là mầm non, là tương lai, là chủ của đất nước. Hôm nay nhân dịp Tết Trung Thu, thầy về tham dự cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt ở đây và đã góp vui văn nghệ để tái hiện lại văn hóa trăng đèn lồng. Một lần nữa thầy xin chúc tất cả các quý khách, các bậc phụ huynh, nhân dân La Thôn, và kính chúc các em nhỏ luôn luôn làm theo lời bác Hồ dạy, đó là yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt. Chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi và xứng đáng làm cháu ngoan bác Hồ. A Di Đà Phật. Dạ vâng, xin được thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho các em thiếu niên nhi đồng quê hương ta, xin được trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ. Và chắc hẳn là sau những lời chia sẻ của Đại Đức Thích Thanh Hiếu, chúng ta cũng đã biết được rất nhiều những điều mới, những ý nghĩa về ngày Tết Trung Thu, để chúng ta luôn giữ được những cái phong tục và truyền thống cha ông chúng ta đã để lại từ ngàn đời xưa.